Và xin đồng ý của cha quyến và đồng đồng giống của sự diệu vàng chúng con chú cháu trời diệu hôm nay thành tâm đắp lên ba nén hương tiền như liền ông đã đi muôn đời không trở lại. Và sau anh em chúng con xin phép được ta lên bày các cúng dược bày các tân cổ và sâu lắng là một lớp pháp quạt làm lễ khóc quan trong giới tượng cải lương hồi quản người con mới hiếu đưa tiền hơi lên liền ông trở về nơi trời Phật. Kính thưa quý bà con cô bác, vì không còn bao lâu nữa 5 giờ sáng mai khi chiếc cổ sẽ đang từ từ truyền bệnh, bao nhiêu đôi mắt thân thương nhìn thấy mà ngầm ngùi rơi nước lệ. Có câu sanh kiến từ quê, sanh thề tự già, một phần làm người chúng ta hãy nhớ công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Nhưng biết nói sao hơn, khi biết người như mấy hộp rồi tan, như qua qua kia sớm đời chiều tàn, phước hành ngàn năm cũng là nơi ngàn tu định biệt. Hôm nay đây người ông, người chồng, người cha trong gia quyến đà màn tiếp số hồng trần cởi hạt quy tiên về nơi tòa phật, điều sự điều động của cơ sở phục vụ mai táng trần dụng hiếu nghĩa và sự đồng ý của gia quyến, điều động giống như sự diễn hoàng chúng con chúng cháu trời về hôm nay chỉ xin mượn lời ca tiếng hát cầu nguyện lên liền ông sớm siêu sanh. Toàn thể tăng quyến và cũng để chia buồn tiện đưa trong đêm tang lễ cuối cùng tới hôm nay. Mở đầu chương trình phần ca cúng, xin mời quý chú chị cùng lắng nghe giọng ca của nam nghệ sĩ Thanh Phong. Những người con để hát tiện đưa cha ra đi làm sao cùng đến bài hát được mang tên tiện cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trận xa xôi ta vẫn mong giữ yên bờ cõi, cho một giây thanh bình một lòng bỏ chùa giúp nhớ ta. Ngoài quan này xa xôi lòng mà con luôn hướng về quê nhà, bao năm cách trở nhà tràn lòng lo sâu cha tiếng chưa nhỏ người ơi, theo những đêm dài ta chưa một ngày về lại phố hương nơi quê nhà xuân thân, ngày đêm mong đợi vẫn là con chữ hiếu thắm chưa tròn thôi thì gác lễ sầu gác lại một bên.
của nhà mạng ở tuần này đầy mắt của Trung Hồng cái đường của cánh trình hương cái màu. Trên tay tụi quân bộ công là một chiếc hộp nhỏ xinh xinh giống gì với bàn tay ma tục sẽ kéo từ bên trong ra. Tôi vừa đâm hộp thấy ra, tôi vừa xin cảm ơn quý vị. Một là công thương dành tặng cho Tôn Ngộ Không. Kính thưa bà cô cô bác, người ta thường nói rằng một ngàn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. Nhưng cái nhiều người ta nắm chân tình của cô chú anh chị. À, mấy nay mình lên xe nha cả nhà ơi. Được không? Ok. Còn như con bộ. Bộ gì? Biết cái gì quá. Bao nhiêu là bao nhiêu? Bi là bi nhiêu? Thấy người to. Không nếu mà nó đây là kêu kêu lấy từ cái mặt đó. Cái này là thông tin. Cái này là nó thấy luôn rồi. Kêu vô ai đủ. Quần dạ. Ông chết rồi mà đãi chỗ này đủ mất cái bán nhà mua rồi. Mày ghi gì khổ mà cũng ghi luôn á. Nó hoàng chứ đâu phải là hoàng đâu. Chào ông lên đường rồi. Like, đăng ký kênh, chia sẻ nha cả nhà ơi. Mấy anh em mình giờ thì cũng tê tê hết rồi cả nhà ơi. Đầu mới mà, giờ không có chụp dây nó cũng đi luôn, hết ghê chưa. Mình xin kết thúc video nha cả nhà ơi. Ủa cái gì mà sao tao mệt dữ vậy trời. Đúng không? Tao thử mày trước. Có ra đó hả? Để mày chạy là tự.